Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Minh Hạnh TV, kênh chia sẻ thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Tại sao mèo không kêu gâu gâu hay bất kỳ âm thanh nào khác mà lại là meo meo? Mỗi sáng thức giấc, bạn bước xuống giường và hoàng thượng từ đầu đến cọ cọ vào chân bạn, miệng liên tục kêu meo meo đầy thúc giục. Chúng ta có thể không hiểu chính xác ngôn ngữ của loài mèo, nhưng ý nghĩa tiếng kêu của chúng thì lại rất rõ ràng. Sen ơi, trẫm đói. Không phải tất cả các con mèo đều kêu như vậy. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, chỉ mèo nhà mới kêu meo meo, đòi ăn hoặc giao tiếp với đồng loại. Mèo hoang dã không kêu như vậy. Các chuyên gia cho rằng, tiếng kêu của loài mèo bắt đầu khi chúng được loài người đem về nuôi, vào khoảng gần 10.000 năm trước. Trước đó, những con mèo hoang dã không sống theo bầy đàn. Chúng ít khi chạm trán với đồng loại, nên không dùng tiếng kêu để giao tiếp. Thay vào đó, những con mèo hoang này giao tiếp thông qua khứu giác của chúng, bằng cách cọ sát cơ thể hoặc đi tiểu đánh dấu lãnh thổ trên cây cối. Khi sống cùng với con người, chúng bắt đầu mất dần các hành vi giao tiếp, mà thay bằng tiếng kêu. Nhưng tại sao mèo nhà lại giao tiếp bằng cách kêu meo meo với nhau, trong khi những phương thức khác vẫn rất hiệu quả? Theo John White, nhà nghiên cứu hành vi động vật tại Đại học Mercer ở Georgia, Hoa Kỳ, đó là kết quả của quá trình thuần hóa. Con người không có khứu giác tốt như loài mèo. Chúng ta không thể hiểu ý nghĩa mùi hương mà chúng đánh dấu khắp mọi nơi. Vì vậy, mèo giao tiếp với con người theo cách có nhiều khả năng đạt được thứ chúng muốn nhất, bằng cách kêu meo meo. Các hoàng thượng nhỏ bé đang thao túng chúng ta bằng tiếng kêu của chúng. Nhiều con mèo thậm chí còn phát triển một loạt các tiếng kêu meo meo để thể hiện các nhu cầu và cảm xúc khác nhau, hoặc gợi ra các phản ứng khác nhau. Chỉ cần chúng ta để tâm chú ý một chút, sẽ nhận ra sự khác biệt của âm thanh meo meo khi đòi ăn, giật mình, tức giận, muốn vuốt ve hoặc đòi ra ngoài. Tất cả các tiếng meo meo của loài mèo hiện nay là một phần hành vi đã học được qua hàng nghìn năm. Mèo con, kể cả mèo hoang sống ngoài đường hiện nay, kêu meo meo để thu hút sự chú ý của mẹ khi chúng bị thương, bị lạnh hoặc khi đói. Lớn lên, tiếng kêu này mất dần và thay vào đó, chúng kêu gào gần như gầm rít với đồng loại. Nhưng những con mèo được con người chăm sóc thì ngay cả khi trưởng thành và già đi, tiếng kêu meo meo mềm mại vẫn luôn còn. Các chuyên gia cho rằng, tiếng kêu này phát triển như một ngôn ngữ dành riêng cho chủ nhân của chúng. Nói cách khác, nếu hoàng thượng kêu meo meo với bạn, vì ngay từ đầu nó đã biết rằng làm như vậy sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Nhà nghiên cứu John White mách rằng, nếu tò mò về những gì mèo muốn diễn đạt, bạn có thể khuyến khích chúng giao tiếp. Nếu con người đáp lại bằng lời nói và chú ý đến tiếng kêu của mèo, họ có thể tạo ra một cuộc nói chuyện qua lại, gần giống như một cuộc trò chuyện với con người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.